trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Sư phụ, sao chúng ta phải đợi như vậy? Hay là chúng ta xông vào đi? Dạ đúng đó. Nếu hai người các ngươi không đợi được thì về Bát Du Âm trước đi. Các ngươi theo ta đến phòng phương trưởng đi. Đại pháp sư chúng tôi bây giờ rảnh rồi, muốn gặp các ngươi. Chúng ta đi thôi. Là hư dân trưởng lão à? Bên em ơi, để người đợi lâu rồi. Người ở phía dưới vừa mới báo với ta đó, nói quay về đại sư tịnh tu. Nói gì vậy? Chúng ta là người một nhà, sao nói khách sáo vậy chứ? Trưởng lão đến bổn tự có gì chỉ giáo không? Đại sư có thể nói riêng một chút được không? Đều là đệ tử trong nhà, cứ nói không sao. Được rồi, bần tăng lần này đến có mấy vấn đề không rõ lắm, mong pháp sư chỉ dẫn cho. Trưởng lão là cao tăng đắc đạo, hà tất phải khiêm tốn. Chẳng qua là Phật pháp rộng lớn tinh sâu, nói ra để đồng tu chúng ta cùng tham khảo vậy. Năm xưa, Hoài Hải Thiền Sư ở núi Bách Trưởng giảng kinh thuyết pháp, có một ông lão mỗi ngày đều theo chúng nghe giảng. Nhưng có một lần chúng nhân đều đã về hết, ông lão vẫn còn ở lại Phật đường. Hoài Hải đại sư hỏi: "Ngươi là người nào?" Ông lão trả lời: "Ta không phải là người, ta chỉ là một con hồ ly. Mấy trăm năm trước ta cũng từng ở núi này giảng kinh. Có người hỏi ta: bậc đại tu hành có còn lạc vào dòng nhân quả không? Ta đáp không lạc vào nhân quả. Vì trả lời sai câu hỏi này, ta bị đọa làm thân hồ ly suốt 500 năm. Hôm qua ta mời đại sư thay ta nói một lời, để ta thoát khỏi thân hồ ly này." Hoài Hải đại sư nói: "Ngươi hỏi đi." Ông lão liền hỏi: "Còn có bậc đại tu hành lạc vào dòng nhân quả không?" Hoài Hải đáp rằng: "Vẫn rõ nhân quả." Ông lão nghe xong lập tức đại ngộ, từ đó giải thoát khỏi thân hồ ly. Trưởng lão, không phải là đến đây để kể chuyện cho ta nghe chứ? Không phải. Ta muốn mời pháp sư chỉ dẫn vì sao vẫn còn có bậc đại tu hành lạc vào dòng nhân quả, vì sao người tu hành giải sai Phật ý, làm tín chúng hiểu nhầm, bị đọa lạc thành thân hồ ly 500 năm. Giỏi cho một hư dân khéo mồm khéo miệng. Xem ra người đến đây là có ý đồ. Hư dân lần này đến đây chỉ vì một chuyện, xin pháp sư hãy ngừng bán cho các tín chúng cực lạc đơn. Ủa? Được, nếu người đã biết chuyện cực lạc đơn, vậy ta cũng nói rõ cho người biết. Đây là một môn pháp phương tiện đặc biệt ta độ hóa chúng sinh. Trên trời nếu đã không thể rời bánh nướng, thế gian há có thể có Phật chỉ dựa vào ăn dược đơn mà thành tựu? Pháp vô định pháp, chuyện hư dân ngươi không biết còn nhiều lắm. Người đâu, gọi cho hết người tu hành trong phòng bế quan ra đây. Dạ. Làm đệ tử Phật nên phụng hành theo giáo, chánh trì chánh kiến, nhất thiết không được theo tà môn ngoại đạo. Lương Giới Thiền Sư từng nói rồi,
cái gì khổ nhất không phải địa ngục, mà là mặc lên bộ cà sa này lại không hiểu đại sự. Nếu không muốn thoát khổ, hà tất phải nhập không môn? Nhập không môn là không đạt được gì, vạn sự đều bỏ hết, còn phân chia thiên đường địa ngục, khổ hay không khổ gì đó. Đại Pháp Sư, chúng tôi về học tu hành đi. Trưởng lão, ngươi xem những người này. Ta hỏi các ngươi, các ngươi thấy qua thế giới cực lạc không? Dạ thấy rồi. Vậy có phải có cảm giác không có chúng khổ mà được vui sướng không? Hả? Dạ đúng vậy. Trong thời gian các ngươi dùng cực lạc đơn tu hành có đau khổ không? Không có đau khổ. Có phiền não không? Không có phiền não. Có vướng bận không? Không có vướng bận. Không có. Hương Vân Pháp Sư, ngươi đều nghe rồi chứ? Họ không có phiền não, không có đau khổ, không có vướng bận, vô phàm vô thánh. Họ sống rất tự tại, rất khoái lạc, không có lo lắng của quá khứ, không có phiền não của tương lai, chỉ có hiện tại. Không lẽ đây không phải là cảnh giới thiền tu thiện hy vọng đạt được sao? Không phải là cảnh giới quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc mà Kinh Kim Cang đã nói sao? Các người có muốn ngừng kiểu tu hành này không? Không muốn. Đại Pháp Sư ơi, mời chúng tôi cực lạc đơn. Được. Các người ra ngoài cửa đợi trước đi. Ta đang cùng vị cao tăng này bàn luận cực lạc đơn đi. Chư vị đi trước đi. Đi. Ra ngoài cửa đợi đi. Ra đi. Để nhìn lên. Hư Dân Pháp Sư, ngươi đều nhìn thấy rồi. Ta nhìn thấy rồi. Ta đã nhìn thấy tất cả ảo giác trong người của họ. Tự tại và khoái lạc của họ chẳng qua là mộng ảo bồng bóng. Một khi tỉnh ngộ, họ sẽ càng mê man hơn, càng đau khổ hơn. Cuối cùng, sự lựa chọn duy nhất chính là chết. Ta còn nhìn thấy một đám người khác, con cái, cha mẹ, thê tử của bọn họ, vì cực lạc đơn mà từng người sẽ thê ly tử tán, nhà tan người mất. Thê ly tử tan, nhà tan người mất, chẳng phải là không rồi sao? Không phải không còn vướng bận gì rồi sao? Không phải là càng tiện cho tu hành sao? Nghĩ năm xưa Hư Dân ngươi từ bỏ hai thê tử vinh hoa phú quý, không tận hết đạo hiếu phụ mẫu, chạy đến cổ sơn xuất gia làm gì? Không phải là vì muốn nhảy ra khỏi hố lửa để làm kẻ thanh lương sao? Sao bây giờ lại quay đầu lại làm những người có vướng bận này dứt không được chứ? Hả? Sùng Thiện, ngươi rõ ràng là đang xảo biện. Cái gì cực lạc đơn? Đơn thuần là mê hồn dược hại người. Đây không phải là Ngộ Minh từng trú ở Tích Thiện Tử sao? Sao hả? Mây than không gặp, đã thấy hiểu biết nhiều rồi, dám chống lại Đại Pháp Sư núi Kê Túc rồi hả? Núi Kê Túc chính là bị bọn bại hoại các ngươi dùng kỳ hiệu Phật giáo làm quỷ hoại Phật giáo. Ngươi còn gì để nói? Được, mắng rất hay. Thân là tăng nhân núi Kê Túc, không lẽ ngay cả quy tắc của núi Kê Túc cũng quên rồi à? Thầy bảo vệ. Dạ có. Lùi ra ngoài đánh 30 gậy cho ta. Sùng Thiện. Dạ. Thiện có thiện báo, ác có ác báo. Ngươi đợi đi. Nè, các ngươi. Các ngươi. U Liên à, Pháp Sư, việc này là do ta mà ra. Phật có Phật Pháp, núi có quy núi, ở đây không đến lượt ngươi nói. Nếu Pháp Sư đã cho rằng cực lạc đơn có thể đạt được hiệu quả đốn ngộ, bần đạo cũng muốn thử một lần. Cái gì? Ngươi muốn thử? Ngươi muốn ăn cực lạc đơn? Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Nếu Pháp Sư đã cho rằng cực lạc đơn có thể đạt được hiệu quả đốn ngộ, bần đạo
cũng muốn thử một lần. Cái gì? Ngươi muốn thử? Ngươi muốn ăn cực lạc đơn? Vậy sao được? Sư phụ, đó là độc dược mà. Được. Ngươi muốn ăn cực lạc đơn à? Sùng thiện toại nguyện cho ngươi. Đại pháp sư, ông ấy ở đâu? Đại pháp sư ở trong phòng vương trưởng. Đại hiệp, sắc mặt người khó coi quá vậy. Thế nào rồi, Hương Vân pháp sư, nhìn thấy thế giới cực lạc chưa? Ta nhìn thấy chỉ có người. Pháp sư, nội tâm người bơ tưởng hảo quyền, phiền não không dứt. Để xem ngươi chịu được bao lâu chứ. Đại pháp sư, đại pháp sư, nhanh cho ta một viên cực lạc đơn, nhanh lên. Sư phụ, người không sao chứ? Vua đại hiệp, ngươi xem đó là ai? Hắn cũng ở đây. U Liên, mau qua đây. Huynh làm gì vậy? Huynh không thấy sư phụ đang chịu khổ sao? Ông ta chịu khổ gì? Người ăn cực lạc đơn rồi. Người cũng ăn cực lạc đơn rồi phải không? Người đã biết lợi hại của cực lạc đơn rồi đúng không? Đại pháp sư, mau đưa ta một viên cực lạc đơn, nhanh lên. Ta rất muốn cho ngươi, nhưng hư dân trưởng lão ông ấy không cho. Hư dân. Sư phụ. A-di-đà-phật. Dược thật lợi hại. Pháp sư, có thể thấy người đúng là dụng tâm công phu. Bần nạp thật không hiểu, người đã xuất gia nhiều năm như vậy rồi, tại sao vẫn không bỏ xuống được những công danh lợi lộc, thắng thua thành bại, khen chê được mất này chứ? Hả? Người bỏ xuống được à? Đây là gói cực lạc đơn cuối cùng. Ta cho người hết. Ta bỏ xuống đây. Ta mang cực lạc đơn đưa hết cho Hương Vân đại sư rồi. Chỉnh ra mau. Ai cũng sống nữa. Vua đại hiệp, đây là gói cuối cùng đó. Hương Vân đại sư, mau đưa ta một viên, đưa cực lạc đơn cho ta.
ta sẽ không đưa cho ngươi đâu. Tâm tính ngươi lúc này đã loạn. Ngươi có đưa ta hay không hả? Trừ khi ngươi chặt đứt cánh tay này của ta, nếu không ngươi sẽ không có được gói cực lạc đơn này. Ngươi tưởng là ta không dám sao? Quỳnh làm gì vậy nè? Làm gì vậy hả? Quỳnh điên rồi sao? Ta điên rồi. Quỳnh điên rồi sao? Vì sao mụi cứ bảo vệ cho lão hòa thượng đâu? Chống đối với ta vậy? Tránh ra. Mình có đưa hay là không? Mụi có đưa ta hay là không hả? Ngươi đồ lão già, ngươi U Liên, U Liên, sư phụ đừng hận Quỳnh ấy. Quỳnh ấy nhất thời mất đi lý trí. Ta có lỗi với muội. Nhát kiếm này có thể làm Quỳnh tỉnh ngộ, ta thấy đủ rồi. U Liên, ta, U Liên, ta, Sùng Thiện. Ngô đại hiệp, Ngô đại hiệp, có gì hãy từ từ nói. Cực lạc đơn đâu? Mang tất cả cực lạc đơn ra đây. Hết là thật sự hết rồi. Người không muốn sống à? Đừng. Chờ một chút. Đây. Cực lạc đơn. Cực lạc đơn. Rồi. Không. Không còn cực lạc đơn nữa. Sau này không được nhắc đến chuyện cực lạc đơn với ta nữa. Ai còn nhắc nói với ta, ta sẽ... Các người đi đi. Đại pháp sư, đại pháp sư. Được lắm, bọn chúng kẻ nào cũng chống đối ta, ta bắt các ngươi đều phải chết thê thảm. Bọn chúng cũng không nhìn xem đây là địa bàn của ai. Đây là lũ kê túc, không phải bên cạnh thái hậu. À đúng rồi, còn đám tiểu tử thúi kia, cái gì tứ đại kiêu can, khi xảy ra việc không người nào dùng được hết. Nàng sắp sinh rồi hả? Ý mũi à, mấy năm nay nàng theo ta chịu khổ rồi. Có câu nói này của chàng, tim lên núi đau xuống biển lửa cũng chấp nhận. Ta vốn định cố qua hết những năm này, ta sẽ hoàn tục tìm một chỗ hẻo lánh yên tĩnh, bình yên sống qua ngày tháng. Nàng cũng không cần trốn tranh tranh như vậy nữa đâu. Chàng thực sự từng nghĩ vậy sao? Sao không nghĩ chứ? Vì sao chàng mãi không nói? Cơ duyên chưa đến, nói ra được lợi gì? Bây giờ ta gặp khó rồi. Núi Kê Túc lời nói chàng có uy nhất, làm gì có việc làm khó chàng được. Này khắc trước rồi, tên hòa thượng nơi khác đến kia, việc gì cũng chống đối ta, làm núi Kê Túc bình yên này rối tinh loạn xạ lên. Hay là bàn với ông ấy, mọi người cùng chung sống hòa thuận vậy, hà tất phải tranh tới tranh lui. Ôi, nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi. Một núi không thể chứa hai hổ. Ta khổ tâm lo lắng mưu đồ núi Kê Túc hơn 20 năm, làm sao có thể để hắn sao trọng trong chốc lát. Tiếp là nữ tử yêu đuối, cũng không giúp gì được cho chàng. Ê, y muội à, đúng lúc tương phản, bây giờ chỉ có nàng mới giúp được ta làm sụp đổ lão hòa thượng đó.
Thiếp ngay cái nhà này cũng không dám ra khỏi, làm sao giúp chàng được? Huống chi bây giờ sắp sinh nữa rồi. Ây, chính vì nàng 5-6 năm rồi hầu như không có ra khỏi nhà này, cho nên người ta không biết nàng, không nhận ra nàng. Bây giờ nàng lại sắp sinh rồi, đây là cơ hội tốt trời ban để đặt giúp ta một tay đó. Nếu thật sự có thể giúp chàng, thiếp đương nhiên chàng chết không từ. Ê, không cần nàng chết đâu, chỉ cần nàng sinh đứa con này ở Bác Du Am. Hả? Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Nước, nước, nước. Ô Liên tỷ, tỉnh rồi hả? Nước. Ê, nè, ngồi dậy, ngồi dậy. Không sao chứ? Nè. Nè, sư phụ đã bôi thuốc cho tỷ rồi, nói không có vấn đề gì lớn. Nhưng mà mấy ngày này á, tỷ phải nghe lời Mộng Linh ta, tịnh tâm tu dưỡng biết không? Uống nữa không? Ngô Lễ giống luôn ở đây canh chừng tỷ. Lúc nãy cô nãy vừa ra ngoài, giống như bị bệnh nặng vậy, toàn thân run rẩy. Hey, rốt cuộc chuyện này là sao? Các người không ai chịu nói cho tôi nghe. Huynh ấy có nói đi đâu không? Không có. Huynh ấy chỉ nói tôi chuyển lời cho tỷ, nói huynh ấy sẽ không về nữa. Huynh ấy nói tỷ yên tâm, huynh ấy tuyệt đối sẽ không đến chỗ Sùng Thiện nữa. Còn nói xin tỷ và sư phụ tha thứ cho huynh ấy. Ngô Lễ, huynh ấy không phải người xấu. Ê, sao ngươi vẫn chưa đi vậy? Đại sư, đại sư, ta muốn xin người hãy thu nhận ta. Người kêu ta làm gì cũng được. Đại sư, lại là quà cho Cực Lạc Đơn gây ra phải không? Ta nói người biết nha, ta chỉ có tổ cây này. Hơn nữa tính chung với núi mỗi ngày chỉ cúng cho ta một chén cháo, một chén cơm. Người muốn ở thì ở, muốn đi thì đi. Ê, ta sẽ không kéo người, cũng không trói người. Đa tạ đại sư. Đại sư, ngươi làm gì vậy? Ta xin người hãy trói ta lại, ta sợ là ta chạy mất. Phải trói lại hả? Ta chỉ trói được thân ngươi không trói nổi tâm của ngươi đâu. Dựa vào một thân võ công của ngươi nếu ngươi nhất quyết buông chạy sẽ kéo chết lão tăng ta đây. Nè, cầm đi. Hành vi của con người là do tâm chi phối. Nếu tâm như bàn thạch, sáng như vậy, tối cũng vậy, ngoại được gì cũng có lung lay được ư? Đây, theo lão tăng đi làm việc. Làm việc? Thiên đường có lối, ngươi không chịu đi. Địa ngục không lối, ngươi lại muốn đi vào. Đây đều là quả do si mê mà ra nè. Ta nói ngươi đi nhanh một chút qua được không? Xưa nay có bao người sống được mấy ngàn năm, người này tỏ anh hùng, người kia làm hảo hán, ngắm nhìn râu tóc bạc, dung nhan đổi từng năm, không lâu bệnh tật đến, cúi đầu thầm quán thang, danh lợi rồi thành không, chỉ còn lại hoang vắng. Sư phụ, vết thương người lành hết rồi. Dạ, lành hết rồi. Nhưng mà 30 gậy đó xem như đã đánh tỉnh con. Nếu muốn trừ tận gốc ác tập núi Kê Túc, trước tiên phải giáo hóa chúng tăng. Rất nhiều tăng nhân trên núi Kê Túc chưa từng biết giới luật là gì, thậm chí không hiểu xuất gia và không xuất gia có gì khác biệt, cho nên mới dễ dàng bị Sùng Thiện bọn họ lợi dụng. Trên thực tế có rất nhiều tăng nhân trẻ tuổi vẫn còn tâm hướng thiện, cho nên xin sư phụ khai đơn tiếp chúng, truyền bá chánh pháp. Ta cũng đang xem xét
tìm một thời cơ thích hợp, giảng kinh luật cho các ngươi, mở ra một hai thiền thất. Sư phụ, ngươi xem. A-di-đà-phật. Thí chủ, người bị sao vậy? Ta sợ là ta sắp sinh rồi. Xin sư phụ người, người hãy phát từ bi cứu người gấp hơn. Nhiều cô ấy đến điều tranh của U Liên cô nương trước đi. Dạ được. A-di-đà-phật. Nè, nè. A-di-đà-phật. Sư phụ, nhân chỗ chúng ta là chùa tăng. Đây, đây. Sao trời vậy? Tu hành nhiều năm vậy rồi, sao người vẫn chưa bỏ xuống được vậy? Nè, mau lên. A-di-đà-phật. Quên xem nè, thế giới này không chuyện lạ gì không có, hòa thượng ẵm phụ nữ mang thai chạy. Quên đọc hơi gì vậy chứ? Trên núi cây túc này có gì mà chúng ta chưa thấy chứ? Hả? Quy tắc cũ hả? Ta không thấy gì hết. Quên thì sao? Ta cũng không thấy gì hết. Thôi đi đi đi. Đi đi. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Từ từ, chậm thôi. Bán trứng gà đây, có ai mua trứng gà không? Nè, đại tẩu. Đại tẩu, người sắp sinh rồi, sao còn một mình chạy lên núi vậy? Ta không có nơi nào để đi. Vậy người nhà tẩu đâu? Ta mạng khổ. Thí chủ không muốn trả lời, chắc có ẩn tình khó nói. Vậy tẩu muốn ở chỗ chúng tôi sinh con hả? Sư phụ à, như vậy không được đâu. Thí chủ à, cô hãy ở đây nghỉ ngơi cho tốt. Nếu cô có chỗ nào đi, chúng tôi sẽ tìm cách đưa cô đến chỗ đó. A Di Đà Phật. Trước mắt ngoài đời này, ta không còn nơi nào để đi nữa. Đại tẩu, cháo chín rồi, để ta đút cho tẩu ăn nha. Ta tự ăn được rồi. Chậm thôi. Bán trứng gà đây. U Liên cô nương, làm việc cô gọi người bán trứng gà vào đây có được không? Được. Bán trứng gà đây. Nè, vào đi, ở đây nè. Đại tẩu, mua trứng gà hả? Mang ta 5 trứng gà. Tỉ muội, tỉ muội ơi, mau đến đây để đây giúp ta đi. Nhưng muội làm sao mà giúp tẩu được đây? Muội chưa bao giờ thấy người ta sinh con. Muội kêu người đến nha. Không cần, ta không muốn để người ngoài biết. Mau đến đây, một chậu nước nóng cho ta đi. Trời ơi, nhỏ tiếng thôi, sư phụ đang ở bên kia giảng kinh đó.
hôm nay dẫn đến đây thôi. Các người nghe thấy chưa? Trong miếu này á có người sinh con đó. Nghe nói là của một lão hòa thượng nào đó. Của lão hòa thượng hả? Trong miếu sao có thể có chuyện như vậy chứ? Sao mà không có được chứ? Chắc chắn là có đó. Cái gì lộn xộn bát nháo vậy? Thôi đi 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 đi. Sư phụ, pháp hội giảng kinh vừa có khởi sắc, nhưng mà cô ấy vừa xen vào. Lúc đầu đúng là không nên giữ cô ta, bây giờ thì khó xử rồi. Có người gặp nạn trước mặt ngươi, nếu không giúp thì có khác gì phá giới sát sinh. Tất cả gian nan đều là khảo nghiệm tâm đạo của mình. Chỉ cần bản thân ngươi nhất tâm bất loạn, chăm chỉ theo đạo, tan rồi sẽ còn tụ lại, cái mất đi sẽ có lại. Quán trời trách người để làm gì? Nhưng ở trong miếu sinh con, nếu truyền ra ngoài thì... Thành giả tự thành, đục giả tự đục. Tâm có trở ngại, tức sinh phiền não. Sư phụ, bây giờ mẹ con bình an rồi. Lưu thí chủ, các người... Đại sư, vì ta đã ngu muội, ta đã mang họa cho cả gia đình, ta quyết tâm rửa lòng đổi mặt làm người lại. Hôm nay ta dẫn cả con trai cháu trai đến đây, mong được quỳ dưới tọa của đại sư thụ tam quy ngũ giới. Được. A Di Đà Phật. Được. Xin đại sư hãy nhận con trai cháu trai tật nguyền của ta ở lại miếu làm chút công quả, còn ta muốn xuống núi tìm lại nhà trước đây của ta. A Di Đà Phật. Hôm đó đó, con đã gây lộn xộn cả giảng đường kinh, lão hòa thượng giảng không được nữa. Nếu như vậy, hư dân ha có thể giảng tiếp được nữa. Dứt khoát, đã làm thì làm cho tới cùng. Qua đây. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Ê mùi, đại pháp sư kêu ngươi đến miếu kìa. Vậy đứa con này thì tính sao đi? Đại pháp sư nói để đứa trẻ ở đây, kêu ngươi đi nhanh rồi về. Ê, hôm qua người đàn bà đó sinh được một đứa con trai. Người cha chính là lão hòa thượng trong cái miếu này nè. Ngươi đừng nói cho ai biết nghe chưa. Là trưởng lão á không muốn ta nói cho ai biết hết, nghe chưa? A Di Đà Phật. Các vị đồng tu, đại sư ở đây có trộm, lấy trộm tiền của chúng tôi, chính là hắn đó, hắn là trộm đó. Trong ngũ giới trộm là giới thứ hai, hai người hại mình đó. Nếu người đã lấy đồ người khác, hãy mang đồ trả lại người ta đi. Ta đã trả cho họ rồi mà. Đó gọi là trả sao? Bắt được người rồi, không trả được sao? Nếu đã trả đồ cho người ta, vậy người hãy yên tâm ngồi xuống nghe giảng kinh đi. Lão hòa thượng này, sao có thể dễ cho hắn vậy? Ít chứ cũng phải đuổi hắn ra ngoài. Để loại người này cùng nghe kinh hả? Không phải làm dơ bẩn Phật được hay sao chứ? Đúng vậy, nếu không đuổi hắn, chúng tôi đi. Đi. Lưu thí chủ, ngươi cũng đi làm việc đi. Dạ.
mời ngồi. Hôm nay chúng ta nói về Duy Ma Cật Kinh, phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Vấn Cật. Ê, lão hòa thượng ơi, có phải người bị bệnh không vậy? Người có thể giảng kinh cho mình ta à? Sao lại không thế? Người thân là người xuất gia, theo lý nên làm tấm gương cho người khác. Người biết ta là người xuất gia à? Người nói đi. Xuất gia thì phải tâm xuất gia. Nếu tâm không có ở cửa Phật, xuất gia cũng không có ích gì. Ta cũng có nghe người ta nói, người xuất gia trong cửa Phật phạm giới á, sau khi chết phải chịu trừng phạt. Cho nên khi ta nghĩ đến, ta liền sợ hãi. Cho nên hay là ta hoàn tục cho rồi. Người xuất gia nhận thập phương cúng dường, nhưng phải biết trong cửa Phật một hạt gạo lớn như Tu Di Sơn, kiếp này không hết đạo thì biến ra súc vật để trả. Bất luận nói thế nào á, lão hòa thượng, ta trong lòng rất bội phục ngươi. Tuy ta đã ở trong cửa Phật lăn lộn nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không hiểu rõ Phật pháp là gì cả. Trừ ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Ê, cái này á, ngay đứa trẻ 3 tuổi cũng biết mà. Đứa trẻ 3 tuổi đều biết, nhưng chưa chắc người già 80 tuổi đều làm được. Thật ra học Phật trước tiên là học làm người. Phật là Phật do người thành. Quỷ kiến sầu ta sống đến hôm nay hình như mới hiểu được một chút á. Đa tạ đại sư chỉ dẫn nha. Xin cáo từ. A Di Đà Phật. À, đúng rồi đại sư, ông mau đuổi cái người đàn bà và đứa trẻ kia đi sớm đi, nếu không á quả sao vô lường đó. À, y muội à. À, mời ngồi, mời ngồi. À, là tứ sư huynh nói chàng tìm thiếp có việc gấp. Không có gì, ta là ta muốn gặp nàng thôi. Nếu không có chuyện trọng đại gì thì phải nhanh chóng về Bác Vũ Am đi. À, không, lẽ ra nơi này không đáng để nàng lưu luyến vậy sao? Con nhỏ còn ở đó đang đợi bú sữa kia. À, không, không vội, không vội, chúng ta từ từ nói chuyện mà. Hả? Thêm vài giờ nữa có người còn vội hơn nàng kia. Ngoan ngoan ngoan, đừng khóc nha, đừng khóc nữa. Ôi trời ơi, lo chết đi được, đừng khóc nữa mà. Được rồi, đừng khóc nha. U Liên. Sư phụ, người xem, mẹ của đứa bé này bỏ đi rồi. Không đâu, chắc cô ấy ra ngoài có chút gì. Lúc đầu con cũng nghĩ vậy, nhưng mà tổ ấy đã ra ngoài 2-3 canh giờ rồi. Trên đời này sao lại có người mẹ nhẫn tâm như vậy chứ. Sư phụ, người xem, nó khóc không ngừng nè. Chắc nó đói rồi. Nào, đưa ta ẩm đi. Dạ. Ý muội, nàng không được đi, không được đi. Đại sư, người cho ta đi đi, nếu không đứa con sẽ đói chết đó. Nàng yên tâm đi, hòa thượng hương dân có cách mà. Bây giờ ta đang đợi xem kịch đó. Sao người có thể như vậy được? Nó dù sao cũng là con trai của ngươi. Ngươi làm gì? Mấy năm nay ta luôn làm theo mệnh lệnh của ngươi, lần này ta phải tự mình làm chủ. Đứng lại. Kẻ tiện nhân ngươi, cả ngươi cũng dám chống đối ta hả? Được rồi, đừng khóc nữa mà, đừng khóc nữa. Nghe lời đi, đừng khóc nữa mà, được không? Đừng khóc nữa. Lại khóc nữa kìa. Sư phụ, nghe xem, lại khóc nữa nè, rồi nè, đưa ta ấm cho. Chúng ta khó khăn lắm mới tìm được chút gạo, nấu chút nước gạo này cũng không biết có được không nữa. Nè, cho nó uống chút nước gạo đi. Để con đút. Đừng khóc nữa nghe. Đừng khóc nữa, nè. Nè. Ý, hết khóc rồi kìa. Tốt quá, không thêm khóc nữa nha. Rồi tốt tốt, không khóc rồi, không khóc rồi. Xem ra vẫn phải xuống núi tìm người cho nó bú sữa. U Liên à, việc này phải làm phiền con rồi. Không được, không được. Sư phụ, con là một con gái,
gì khó nói lắm, con không đi đâu. Sư phụ, con ẩm không nổi đâu, lỡ làm té thì sao? Con không đi, không đi đâu. Người đó xem ra vẫn phải lão nạp tự đi vậy. Đi đi, đi chỗ khác đi. Mời ghé xem đi. Nè, đi mau đi, đi mau đi, đi chỗ khác đi. Đi đi, đi đi. Đi đi. Mời ghé xem. Hàng rẻ đẹp bên đây. Có ghé luôn. Có ghé luôn. Có ghé luôn. Bé kìa. Trời ơi, nghèo bà tự thẩm cái trẻ sức khỏe. Mình chuyện lạ biết nữa. Nhìn kìa, nhìn kìa. Nè, nè, nè. Các người xem. Hòa thượng ẵm con kìa, các người xem đi. Đó. Ôi trời ơi. Chuyện lạ thiệt đó. Ây da, là Trương Huyện Lệnh à? Trương Huyện Lệnh không kịp nghênh đón, không kịp nghênh đón. Ngươi quản giáo thuộc hạ ngươi thế nào vậy? Bây giờ khắp huyện thành Tân Xuyên đều biết việc tốt hòa thượng ngươi làm rồi đó. Ây da, Trương Huyện Lệnh mời ngồi. Trương Huyện Lệnh, ta cũng đang rầu về chuyện này đây. Còn nhớ ta có nói qua với ngài, lão hòa thượng đó tên Hư Dân. Ta có lòng tốt cho hắn trú lại trên núi Kê Túc. Nhưng không ngờ, ây da. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, chuyện trong cửa phận của các ngươi đóng cửa lại là do các ngươi tự quản, nhưng mà để chạy ra ngoài đường á lại là một chuyện khác rồi. Tân nhiệm hiệp thống Vân Nam Lý Căn Nguyên, hắn từng đi du học, là một tướng lĩnh lớp trẻ có tư tưởng mới, có hiểu không? Hắn vốn không ưa Phật giáo đâu. Nếu chuyện này mà truyền đến tai của hắn, ngày tháng tốt của núi Kê Túc các người sẽ không còn dài nữa đâu. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.